Chúng tôi là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này thuật lại rằng khi đã đến ngày Chúa Giêsu được rước lên trời, người quyết tâm đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường vào một làng của người Samaria để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không chịu đón tiếp Chúa Giêsu vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ của Chúa Giêsu là ông Giacôbê và Gioan nói rằng: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Chúa Giêsu quay lại và quở trách các ông, rồi thầy trò cùng đi sang làng khác. Đang khi thầy trò cùng đi thì có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu con cũng xin theo." Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Chúa Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo nước Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Phúc âm đã làm nổi bật được tấm lòng yêu thương, tha thứ và sự can đảm thi hành trách nhiệm cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu. Mặc dầu Chúa biết rằng khi lên Jerusalem thì sẽ chịu tử nạn, nhưng Chúa Giêsu vẫn quyết tâm đi lên Jerusalem để hoàn tất trách nhiệm của mình. Mặc dầu những người trong làng Samaria khước từ Chúa Giêsu, nhưng Chúa đã không nửa lời than phiền hay trách móc họ. Khi hai môn đệ Giacôbê và Gioan đòi tiêu diệt những người trong làng Samaria, thì Chúa Giêsu lập tức sửa dạy các ông. Chúa không chấp nhận thái độ ăn miếng trả miếng. Cho dẫu con người đã bao nhiêu lần xúc phạm đến Chúa Giêsu, Chúa vẫn một lòng yêu thương và tha thứ cho họ. Chúa đã lấy tình yêu thương tha thứ mà đối xử với con người, với một niềm hy vọng là con người biết noi gương của Chúa Giêsu, biết lấy yêu thương tha thứ mà đối xử với nhau. Chúa biết lòng dạ con người chưa được như thế, chẳng hạn như tấm lòng của những người trong làng Samaria thật là hẹp hòi và ấu trĩ. Phúc âm kể lại rằng chỉ vì trên cuộc hành trình, điểm đến cuối cùng của Chúa Giêsu là Jerusalem và làng Samaria chỉ là điểm dừng chân tạm nghỉ, mà những người trong làng đã tự ái và tự nghĩ rằng mình bị coi thường, mình không được ưu ái bằng những người khác, cho nên họ đã giận lẫy và họ nhất định không chịu đón nhận Chúa Giêsu. Quả thật là một cách suy nghĩ ấu trĩ và một tấm lòng hẹp hòi. Hai ông môn đệ của Chúa Giêsu là Giacôbê và Gioan cũng không khá hơn. Khi bị khước từ như vậy, hai ông môn đệ này cảm thấy bị xúc phạm. Họ cảm thấy những người trong làng này vô lý. Họ cảm thấy rằng thầy của mình đường đường là con Thiên Chúa, là một đấng cứu thế mà bị đám dân này coi thường và làm cho mất mặt. Cho nên hai ông đã muốn ăn miếng trả miếng. Hai ông đến xin Chúa Giêsu cho phép hai ông gọi lửa từ trời xuống để tiêu diệt đám dân làng này. Nhưng hai ông đã bị Chúa Giêsu mắng cho một trận và được giáo huấn để biết noi gương Chúa Giêsu mà sống tốt hơn. Chúa đã dạy các ông rằng: "Ta đến để mang sự sống chứ không phải để tiêu diệt nó." Có lẽ không riêng gì dân làng Samaria hay là hai môn đệ Giacôbê và Gioan. Hầu như khuynh hướng ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng đều có mặt trong lòng mỗi người chúng ta. Người ta đấm mình một cái thì ít nhất mình cũng thoi người ta lại một thoi. Và dường như ai cũng đồng ý và cho đó là công bằng. Nhưng Chúa Giêsu muốn hướng dẫn chúng ta đến một cuộc sống cao thượng hơn, một cuộc sống ý nghĩa và bình an hơn, một cuộc sống của sự tha thứ và xây dựng lẫn nhau. Bởi vì ăn miếng trả miếng sẽ dẫn đến sự tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh này. Khi một người làm mất lòng mình tìm cách trả đũa để hạ bệ hoặc tiêu diệt người kia, thì trên đời này còn lại ai để chúng ta chung sống? Khi vợ hoặc chồng mình làm mất lòng mình hoặc xúc phạm đến mình tìm cách trả đũa để hạ bệ hoặc tiêu diệt nó đi, thì còn đâu là hôn nhân, còn đâu là gia đình,
còn đâu là tình nghĩa vợ chồng? Khi con mình làm mất lòng mình hoặc bất kính đối với mình, mình tìm cách trả đũa, khai trừ nó ra khỏi dòng tộc hoặc đi bêu xấu để cho nó mất mặt, thì còn gì là tình nghĩa? Còn gì là yêu thương? Còn gì là quan hệ huyết thống? Còn gì là trách nhiệm giáo dục con cái trong gia đình? Còn gì là gương lành gương sáng cho con cái? Khi bạn bè hoặc anh chị em trong gia đình làm mất lòng mình, thì mình tìm cách tiêu diệt nó, mình đi bêu xấu nó, đem những điều mình biết về nó nói cho người khác biết. Như vậy thì còn gì là tình nghĩa bạn bè? Còn gì là tình nghĩa anh chị em? Khi có ai xúc phạm đến mình, thì mình tìm cách tiêu diệt nó. Như vậy thì cả nhân loại này sẽ bị tiêu diệt. Như vậy mình cũng không khác gì mấy tên khủng bố, chỉ vì bất đồng chính kiến, bất đồng tín ngưỡng mà họ tiêu diệt người khác. Có thể cách mình tiêu diệt người khác không phải là bạo lực, nhưng mà mình tiêu diệt người khác bằng cách bêu xấu để giết chết thanh danh của người khác, để tiêu diệt đời sống xã hội của người khác. Ăn miếng trả miếng rất tai hại cho người khác và cho chính bản thân của mình. Có một điều mà chúng ta thường không để ý là chính bản thân mình cũng thường xuyên làm mất lòng người khác. Và nếu như mọi người đều ăn miếng trả miếng, thì người ta cũng sẽ tiêu diệt mình một cách nhanh chóng. Vì số lần bản thân mình làm mất lòng người khác có thể còn nhiều hơn số lần người khác làm mất lòng mình. Trong cuộc sống con người, nhiều khi vô tình hay hữu ý, chúng ta làm mất lòng nhau. Chúng ta xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau. Đây là điều mà ai trong chúng ta cũng muốn tránh, nhưng đôi khi chúng ta không tránh khỏi. Nhưng nó không có nghĩa là khi có xích mích, có va chạm là chúng ta tìm cách tiêu diệt nhau. Nếu mắt đền mắt thì cả thế giới này sẽ mù lòa. Chúa Giêsu đã lên tiếng gọi chúng ta đến cuộc sống cao thượng hơn, một cuộc sống vươn lên khỏi những ích kỷ hẹp hòi của lòng người, để biết yêu thương, tha thứ và sống dung hòa hạnh phúc với mọi người. Ăn miếng trả miếng không phải là cách sống của người tín hữu. Hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan đã học được bài học quý báu này, và hai ông đã quyết định sửa đổi. Hai ông đã học từ nơi Chúa Giêsu để trở nên những người sống vì lòng yêu thương tha thứ và cuối cùng chết vì lòng yêu thương tha thứ. Và hai ông đã trở nên hai vị thánh tông đồ và trở nên hai tấm gương sáng ngời lưu lại ngàn đời cho hậu thế. Điều mà đã giúp cho hai ông Gia-cô-bê và Gioan vươn lên khỏi sự thấp hèn của ăn miếng trả miếng là hai ông đã để cho Chúa Giêsu thánh hóa tâm hồn mình bằng chính giáo huấn của Chúa. Các ông biết rằng lời Chúa có sức thánh hóa các ông và các ông đã sửa đổi. Ngày nay chúng ta cũng có thể làm được điều này. Chúng ta cũng có thể để cho lời Chúa hướng dẫn tâm hồn của mình, để cho lời Chúa nhắc nhở chúng ta sống tốt đẹp hơn và cao thượng hơn. Yêu thương, tha thứ là một việc làm rất cao thượng và rất đẹp lòng Chúa. Còn ăn miếng trả miếng sẽ dẫn đến diệt vong. Ước gì mỗi người chúng ta ghi nhớ giáo huấn của Chúa Giêsu và sống mỗi ngày được tốt đẹp và cao thượng hơn nữa. Chương phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse.net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.